Miquel. Cô là cái gì? Nó đẹp. Nó ngon rồi. Nó ngon rồi. Thích lắm. Thích lắm. Kẹo. Kẹo sô-cô-la. Mua cho mấy em à. ¿Ella quiere hacer aquí para vender? Para regalar, hermano, ella no va a vender nada. ¿Qué hace con la...? Cầm lên xúc xích của Mỹ á. Mỹ bự gì à? Thằng Mỹ cái gì cũng bự.